già trời nóng ăn cái bánh này nữa. Mà cái quạt kiểu này trời ơi, cái gì đâu mà không có một miếng gió nè, để tai sát, cái lông tai không rung rinh. Ông sao khó khăn rồi, ngồi ngay cái quạt còn chê thấy bát rượu đâu. Bát rượu gì, cái mùa nóng này mà quạt kiểu này sao mà chịu nổi. Tôi thay cái quạt mới đi. Thôi, con xài được, mua chi quạt mới tốn kém vậy. Mẹ, cái quạt này nó còn yếu hơn ba nữa. Yếu thì sao, con nói gì kìa. Mẹ, nó chạy yếu hơn ba nữa. À, nó không thể chạy với tôi trời. Con thấy ba nói đúng rồi đó mẹ, mình đổ quạt mới nha mẹ. Đó. Ây cha trời, sao mà nóng quá chịu không nổi trời. Bởi trời đất ơi, đã kêu thay cái quạt rồi mà vẫn không thay để hoài. Bà này bà lì ghê. Bà ơi bà, bà đâu rồi? Ơi, lên đây biểu. Cái gì mà kêu réo vậy? Tại sao? Tôi đã nói bà là đi mua cái quạt mới thay đi. Bà cứ để cái quạt này ngoài trời nóng quá mà mất nước, bệnh, hiểu không? Rưỡi mà nóng đâu nóng. Đó mát, mát là do bà cầm cái quạt, bà quạt sạch sạch vậy không mát sao được. Còn sai được, mua chi? Ba mẹ con mua cái quạt mới về rồi nè. Trời ơi, tôi đến nói cái này còn xài được, mua chi với tốt kém vậy? Không, tôi quạt không được. Hết hơn. Đâu có bao nhiêu tiền cơ mẹ, có 200 ngàn à. À, trời ơi, cái bạc này đi bán sắc dụng rồi, không ai mua. Trời ơi, thì bỏ tiền ra mấy trăm ngàn thì không mát sao được. Trời ơi, bà. Có 200 ngàn. À, quạt vừa đẹp vừa bền, mẫu mã sang trọng. À, mẹ, màu sắc tươi tắn, mát mẻ nữa, làm cả nhà mình tươi tắn, hiểu không? Đó, nhiêu mà mẹ, đó mẹ để vô cái mát liền. Ui mát, ủa có bao đi làm sao mát không nổi. tận hưởng sướng. Ô mát quá, khỏi cần cái này. Đây nè, vợ con được cái quạt hay không? Vợ con là số 1 nè, cho mẹ mát miếng nè. Không cần, đưa qua đây, đang cần. Cái này tôi, một mình tôi, một quạt, mát mình tôi. Không cần ai hết trơn. Như cái quạt này, chiều cao bằng đá. Nó mẹ con mắc cười quá. Ôi, sao không mở quạt cho mát mẹ? Muốn mở tự mở đi. Đồ mà gì mà con vợ con mua về mày không có đụng tay vô. Trời ơi, sao vậy tự nhiên hờn mát vậy? Ôi dạ trời, trời. Cái gì vậy? Cái lưng sao vậy? À, chắc là con ngồi máy vi tính lâu quá, cái cơ lưng nó bị cứng hay sao á. Đau lắm hả? Thôi ngồi đi, để mẹ lấy cái ấy massage, mẹ massage cho. Rồi, gì đã vậy? Bởi vì chỉ có mẹ là số 1 thôi. Nè, leo lên, leo lên. Đã. Ây. Ôi, khoan. Cái cảnh này thấy quen quen. Bà. Bỏ đi không? Cái gì vậy? Khoan nghe mẹ, khoan nghe mẹ. Trời đất ơi. Cái gì vậy? Cái gì mà làm được vậy? Cái gì vậy? Mày biết là mày la gì chứ? Tao đang ngồi cổ phiếu, tao lỡ tao bấm cho cái lệnh bán rồi lỗ bao nhiêu tiền biết không? Cuối ngày lo có ba cái tiền lẻ không à. Nhỏ bị điện giật rồi, không lo con nhỏ có bị sao không? Mà làm tại sao vậy? Sao điện giật vậy anh hả? Trời ơi, ngồi lên cái máy này ra hả? Ủa cái máy này cũ trời rồi, con mua cho mẹ cái máy mới rồi mà mẹ. Máy này nó cũ xì, bà thấy chưa? Bà thấy tai hại chưa? Ừ thì tôi thấy cái máy cũ còn xài được. Rồi bữa bà bảy qua đây chơi nè, bà thấy cái máy mới bà thích quá. Thì bà hỏi bà bán được giá tôi bán luôn. Trời mẹ, đồ con mua mẹ bán luôn rồi hả? Trời ơi, thì cái máy này còn xài được rồi để chi cho chật nhà. Xài được đó hả? Bà thấy chưa? Bà thấy tai hại của ba cái chuyện mà khư giữ lấy mấy cái đồ cũ của bà chưa? À, con không sao đâu mẹ. Không sao hả? Anh không sao thiệt không? À, trời đất ơi, chút xíu nữa là cái thằng con mình nó chết rồi. Cái máy đó bán được bao nhiêu tiền đâu mà mẹ nói được giá không biết nữa. Mẹ biết tại sao nội con làm như vậy rồi.
Ủa mẹ, cái máy sinh tố mới thôi sao mình không xài, mẹ lấy máy cũ vậy? Thì máy này còn xài được thì xài máy này, lấy máy mới thì chi? Mẹ đừng nói với con là cái máy mới mẹ bán rồi nha. Ờ, tôi bán rồi đó, bán được giá mắc gì không bán. Trời ơi, mình đâu có cần thiết phải như vậy đâu mẹ, con mua cái gì cũng có lý do, con với con đâu có tùy tiện đâu. Vậy là ý con nói là mẹ bán cũng tùy tiện không? Thế được rồi, tại mày thấy lời mày mới bán. Bây giờ những gì tôi bán, tôi mua lại hết được chưa? Không, ý con phải vậy, ý con là lần sau á. Không có lần sau. Tôi thấy có lời tôi mới bán, chứ không phải tôi ham tiền, hiểu chưa? Trời đất ơi, nhúng bên đó mà bên đây muốn bật lên luôn. Bà già rồi giận dỗi cái gì? Bà có chắc là suốt đời bà không xài bất cứ cái gì mà nó mua không? Tôi không xài. Bà xài được với ông hả? Mua về á, ông dành coi, tôi muốn có cái lương ông cũng cho tôi coi nữa. Nè, coi đi. TV của nó mua đó. Không coi. Ờ đâu. Không coi. Mát không? Qua thì phải mát rồi. Ừ. Thế tôi lo cho bà chưa? Đúng rồi, cha lâu lắm mới có được ông lo lắng cho tôi à. Ờ. Cái quạt này nó cũng mua đó. Mát hả? Che trên, mát dưới kìa. Gì vậy? Trời ơi, có dễ sợ không? Thôi để tôi coi đá banh. Ê, sắp được. Ê, cái gì? Hỏi coi luôn. Trời đất, bà này mới dễ sợ không? Ui, rửa đá banh là hay nhất, là bàn thắng là sắp đá vô rồi, đi tắt. Bà luôn thì dễ sợ quá. Ủa? Sao nước ít vậy? Lên thêm nha mẹ. Nè. Dạ. Con làm gì vậy? Con thấy lạ con nêm thêm. Hồi nãy tôi nêm là vừa ăn rồi. Cô nấu hay quá, cô nấu đi. À mẹ. Ok. Mẹ nấu đi, mẹ nấu. Làm gì hay cái gì? Nêm. Muốn nêm không? Canh người ta nấu vậy. Trời ơi. Cho bơ vô trống luôn. Nêm Hương, ta nêm cho nè. Đó. Nêm cho đó. Nêm hết luôn. Đó. Ăn đã đi. Khó ưa. Thiệt. Tức dễ sợ tôi nói bà nghe. Ở nhà này nó là con dâu mà nó làm như má chồng tôi vậy. Tức không? Tôi là má chồng đó mà. Mà làm như là tôi con cái gì đó. Làm nó biểu mình làm cái gì phải nghe lời nó. Đã vậy trong cái nhà này á hả, hùa nhà binh giật nó nữa. Trời ơi, tôi nói thiệt bà, bây giờ không có bà để mà tôi xả stress á nghe. Mà tôi để trong đầu tôi riết cái tôi lông ốc của đứt mình, bắt nào tôi chết quá à. Tôi hiểu mà. Chuyện này không phải là ngày 1, ngày 2 đâu. Tôi mà là bà hả, chắc tôi chịu cũng không nổi nữa. Ý là có tiền muốn mua chỉ mua à, không cần hỏi ký tôi gì hết trơn trọi á. Tôi hỏi bà ở nhà đồ thì xài được, cái biểu bỏ qua bên lên mua đồ mới về chật chội. Thấy chưa, tôi thấy chật quá tôi bán bớt. Cái đó nói tôi sao tùy tiện quá hà, làm như tôi ham ba cái đồng bà coi kiếm mà bán được cái đống đồ đó đó.
tụi chị đi, 25 triệu. Thì có gì ăn nói đi, hỏi cái gì? Bốc đại cho bà kia. Thôi thôi mình ăn rau cho nó healthy vậy. Trời đất ơi, ủa cái này là nấu cơm cho người ăn hay là heo ăn? Nấu cho heo ăn á, ông là người ông đừng có ăn. Mà nói gì kỳ vậy? Mệt ghê, đói quá phải làm đỡ thôi chứ sao. Ê trời ơi, thật khỏi là quý cô. Ông hỏi con dâu của ông kìa, nó là người nêm nếm phải tôi đâu. Nhưng mà người cuối cùng nêm là mẹ mà mẹ. Thế còn canh, con là người nêm canh cuối cùng nghe, con đổ nước vô nghe. Đừng có đổ thừa cho mẹ à. Dạ đâu có sao đâu, thịt thì mặn nhưng mà nè mẹ. Nè nếm thử coi, canh vẫn ngon. Bà nó ăn cái gì vậy? Không ăn được nữa. Hồi nãy con nhớ con bỏ nước vô thêm rồi mà ta. Dạ rồi biết là loang mà ôm nước vậy đó. Thôi được rồi, mở tivi coi đi, rồi lát nấu mì mình ăn. Không có thèm ăn. Ủa đâu rồi? Có remote đâu trời? Trời ơi, cái tivi đâu rồi? Bà ơi, bà Năm đâu? Lên đây tôi biểu coi. Tôi ở đây nè, muốn gì xuống đây. Trời đánh đánh bữa ăn. Trời đất, có bà lên không? Khỏi cần trời, tôi đánh bà bây giờ nè. Cái tivi đâu? Bà đem bá rồi phải không? Gì vậy bà? Có gì mà âm sùm trời đất vậy? Cái tivi kìa, nó mất rồi kìa. Sao vậy ba? Chắc chắn là mẹ con đem bán rồi đó. Ủa? Cái tivi đâu? Cái tivi đâu? Đâu? Tivi đâu? Thằng Long! Thằng Long không bà? Thằng Long phải không? Không. Cái gì vậy? Thì bữa nay không có tivi. Thì mai có, nhưng bây giờ phòng nào cũng có tivi thì mọi người đi vô phòng coi đi. Trời đất ơi, bà ghen. Bà ghen lắm rồi. Cái ghen của bà ngày càng lớn rồi đó. Chi vậy mẹ, tôi tự nhiên làm ba giận. Mẹ đem tivi về coi thì khỏi nói nữa chứ có gì đâu. Tivi nào xài cũng được mà mẹ. Chi rồi mua đi rồi bán lại, rồi bán lại rồi mốt bắt công đi mua nữa. Tại vì mẹ không thích xài đồ người ta mua về. Nhưng mà mẹ nó hiệp công nhận mẹ phải nể mẹ đó. Mẹ có đầu óc kinh doanh lắm. Tụi con thấy đời nào mà ta mua đồ về mình đã xài rồi mà bán có giá lời không? Mua xong bán. Ồ, này được rồi nội, cho con về đổi nội nội. Mẹ, mà mẹ bán bao nhiêu mà lời mẹ? Ủa, mẹ bán bao nhiêu phải báo cáo con hay sao? Nội ơi, mà con thấy trên đời này có ai khờ tới nỗi mà mua đồ cũ mắc hơn đồ mới đâu nội. Vậy mà nội làm được. Mẹ, mày nói mua cái tivi 20 triệu, mình coi cho đã, mình bán cho người khác 25 triệu. Ủa, nói lời. Lời. Trời ơi, con về đổi nội là đúng rồi, về đổi nội, về đổi nội. Về đây với nội con, bóp da cho nội đi con. Mẹ gì? Mẹ bán 25 triệu. Làm gì mặt đơ ra như vậy? Giờ hối hận cũng muộn rồi. Lời quá sao không bán? Ơi mẹ ơi. Mẹ ơi, mẹ có biết cái tivi đó bao nhiêu tiền không mẹ? Nhiều thì 20 triệu đó. Mẹ lúc nào cũng nói vợ con là mua đồ mắc gì mẹ càm ràm. Cho nên là vợ con mua bất cứ món đồ nào vợ con đều nói dối mẹ hết. Nói giảm một nửa giá không à. Cái tivi 40 triệu vợ con nó có 20 thôi đó. Cái gì? Cái tivi 40 triệu hả? Dạ. Rồi những cái món đồ mua ở trong nhà là toàn là giảm nửa giá hả? Dạ. Con nói có nửa giá không á mẹ? Hèn chi nội bán lời luôn. Chết rồi, bị hớ rồi hết rồi. Chứ đâu mà có cái tivi mua 20 triệu bán được 25 triệu. Con nghĩ là con không nên về đội của nội nữa rồi. Trời đất ơi, đang ăn mì gói nữa hả? Sao bà làm cái trò này hoài vậy bà? Trời ơi, cả xóm này ai cũng trúng. Mà người ta mua mấy gói đã trúng rồi.
Tôi mua mấy thùng tại sao không trúng được? Tôi phải trúng thôi. Trời ơi, bà biết là hôm nay là mì gói là cả nhà này ăn ngán tới tận cổ đúng không? Mà tôi nói thiệt cho bà nè, nè, cả cái khu phố này người ta có trúng đi nó chăng nữa đó cũng không bao giờ tới lượt bà trúng đâu nha. Dẹp ba cái trò này đi. Tôi phải trúng, tôi phải trúng chứ. Chú con khỉ, bà nhớ cái vụ mà quay thưởng đêm trung thu không? Một hộp quà thôi, là bây giờ chỉ còn có mẹ với lại Mẫn là chưa có quà đúng không? Bây giờ con có cơ hội nhiều hơn bà nội, con sẽ tới lượt quay trước. Nếu như mà con quay trúng thì con có quà. Mẹ ơi xin lỗi, mẹ không có quà nha. Rồi, Mẫn quay đi. Mẫn, Mẫn quay đi con. Con quay trước nha nội. Ừ, con quay đi. Trước. Ây! Nè nè, con để hộp quà kế đây cho, con để cho mẹ hơn. Bây giờ tới bà nội quay. Được mà quay đúng chân ông được. Mẹ cố lên. Quạt. Vui quá. Mấy con kìa mở, mấy con kìa mở. Trước. Nữa coi thử coi, nếu mà trúng á tôi nhường phần quà của tôi cho bà. Vậy hả? Ờ vậy nha. Nhớ nghe bà gà lằn quá à. Quá rồi, xui dữ trời, bà xui quá trời quá đất. Nhưng mà lần này sẽ khác. Khác cái con khỉ nè, mệt bà ghê chứ. Thiệt tình chưa từng thấy. Trẻ, chúc bạn may mắn lần sau. Ê, trúng nè. Hả? Trúng à? Đi. Trúng gió. Tập hết rồi. Ui da, đau quá vậy ba? Ủa gì mày xuống cho phòng khách không biết cha mẹ là ai, xuống thì chăm bẩm như cái bánh hả con? Nó bụng quá tự nhiên nó lớn não hết, không thấy ba luôn. Ừ. Con nói chơi với con thấy rồi, thưa ba. Ừ. Đọc báo hả ba? Ờ thưa ba đọc. Dạ. Ủa sao kỳ vậy ba, con thưa gộ không được ăn là sao ba, nó bụng quá luôn á ba. Không, bộ con phải ăn cả trong giấc ngủ thì mới no bụng được hả con? Chứ giờ đói bụng quá trời giờ sao? Ủa mẹ con đâu rồi, không nấu ăn gì hết vậy? Mẹ ra ngoài rồi, không có kịp về nấu ăn đâu. Trời ơi, chứ mì gói ăn thôi. Ừ. Ủa nè, mà tại sao phải đi ăn mì gói con? Ủa là làm sao? Chứ khổ gì? Nè, bà nói cho con biết, cái nhà hàng mà bình thường hay ăn đó, hôm nay người ta mở ra, khai trương một cái chi nhánh mới. À, người ta cho ăn miễn phí suốt ngày. Thiệt hả ba? Chứ giỡn chứ con. Con phải đi ngay thôi. Ông Hạnh đi đâu mà nó vui vậy? Nó đi chuyện của nó kìa. Ủa sao mà bà không đi đi được, về đây chi sớm vậy? Trời ơi, đâu tôi đứng lắc là ta cho liền. Trời ơi, tuyệt vời vô cùng, tuyệt vời. Chồng có chồng nè. Du lịch Ấn Độ miễn phí. Rồi cảm ơn chồng nghe. Nhờ thế chồng á mà vợ mới được đi du lịch á Ấn Độ tập yoga miễn phí. Thiệt đó hả? Nè. Ủa mẹ ơi. Gì? Hết táo rồi mẹ. Ừ hết rồi, có gì không con? Dạ không, con hỏi vậy thôi à. Sao chú mà mẹ bỏ tủ lạnh vậy? Đâu phải cái gì bỏ tủ lạnh cũng được đâu mẹ. Với lại mẹ coi nè, chuối này chín chưa có đều, hai đầu nó còn xanh lè xanh lét à. Cái này là ngâm quá chất chắc luôn á, ăn không có tốt cho sức khỏe đâu. Con bỏ nha mẹ, lần sau mẹ nhớ lựa kỹ làm con nha. Ok. Mẹ. Gì nữa? Sao tự nhiên mua nước rửa chén mà không có nhãn hiệu gì vậy?
này không có tốt đâu, mua có nhãn hiệu đàng hoàng, nó vệ sinh hơn mà an toàn cho sức khỏe mình nữa. Mốt lựa kỹ giùm con nghe mẹ. Ok, con bỏ này nha mẹ nha. Trời ơi, con này nó quá bắt rồi. Nó là dâu tôi chứ phải bà nội tôi đâu. Mà cái gì tôi bỏ thì tôi mua nó bỏ là sao vậy? Trời, ký đầu nó quá à. Mày tới gần đây cho biết tay. Ơ Hoàng, Hoàng Anh ơi. Dạ. Sao mắt mẹ bị sốn quá nè, làm như bụi nó rớt rồi, con coi giùm mẹ thôi. Coi mẹ. Ừ, ừ, coi, 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 con coi cho. Coi giùm mẹ đi. Xin lỗi con, mẹ không cố tình. Ôi mẹ ơi, cái gì mà đau vậy mẹ? Mẹ, mẹ ơi. Hả? Máu. Mẹ ơi, mẹ, mẹ. Gia đình là số 1, ô, 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 ô. Gia đình là số 1, ô, ô, ô. Oh,